Tối ngày 9 tháng 8, sau sự cố gãy nhánh cây tại công viên Tao Đàn, quận 1, đoàn lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trần Thị Diệu Thúy, dẫn đầu đoàn đã đến bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, bệnh viện Nhân dân 115 để thăm hỏi, chia sẻ cùng nạn nhân và gia đình. Đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng có mặt tại buổi thăm hỏi. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Diệu Thúy gửi lời thăm hỏi về tình hình sức khỏe của các nạn nhân, đồng thời chia sẻ với người thân của nạn nhân không may gặp sự cố ngoài ý muốn. Qua báo cáo tình trạng sức khỏe thực tế của các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và bệnh viện Nhân dân 115, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy đề nghị đội ngũ bác sĩ của hai bệnh viện tập trung cứu chữa, điều trị cho nạn nhân sớm bình phục. Ngay trong ngày xảy ra vụ việc gãy nhánh cây ở công viên Tao Đàn, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại diện sở, ban, ngành đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng các nạn nhân và gia đình ở bệnh viện Nhân dân 115 và bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty công viên cây xanh đã liên hệ với thân nhân các nạn nhân, đồng thời cùng gia đình chăm sóc nạn nhân trong bệnh viện và sẽ lo hậu sự cho hai nạn nhân không qua khỏi. Bà Trương Thị Kim Phụng, 67 tuổi, ngụ Bình Thạnh, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, là một trong ba nạn nhân bị thương trong vụ gãy nhánh cây ở công viên Tao Đàn vào sáng ngày 9 tháng 8. Tại vì cô có cái xui là cô đứng ở dưới cái tán cây đó, còn mấy cái người kia thì người ta thấy tán cây nó bắt đầu nó rơi, người ta cũng báo động nhưng mà làm sao mà mình ngừa được. Chạy cũng không kịp, tại vì cái cây đó nó to quá, cái nó nặng, nó rơi nhanh, mình không có chạy kịp. Thì cô chỉ nghe mấy người kia la là cây rớt, nhưng mà cô không biết là cái cây nó to đùng như vậy, cô chỉ tưởng là một cái nhánh cây nhỏ thôi. Ai về cái nhánh cây đó là to lắm cả, to không phải bằng đùi cô á. Rồi nó rơi thẳng từ trên, nó rơi thẳng xuống, nó rơi rất, cái tốc độ nó nhanh lắm. Rồi nó có những cái, nó nguyên một cái nhánh xum xuê, nó có những cái nhánh nhỏ nữa. Thì cô nghĩ là cô không phải là bị cái nhánh lớn, mà cô bị một cái nhánh nhỏ nó quất trúng cô thôi, chứ không phải là bị nhánh lớn. Nhánh lớn là cô tiêu rồi. Thì cô, lúc đó cô nhìn xung quanh đó, thì cô thấy ở gần cô là có hai cô mà đang nằm ở trong bệnh viện 115 á. Thì thấy máu me tùm lum hết, nằm cũng bất động. Rồi cái lúc đó là cô cũng chưa có nhận thức là cô bị nguy hiểm như thế nào, cô cũng chờ dậy, tại vì cô muốn là cô lấy điện thoại để cô liên lạc với con cô để báo như vậy để cho nó tới, nó giúp cô á. Thì cô thấy như vậy, cái có một chú nói cho nằm xuống đi, đừng có nên ngồi dậy như vậy, để cho cái thứ nhất là yên cái vị trí đó, nó không có bị xê dịch á, tại vì nó đập vô sống lưng cô mà. Đó, với lại cái thứ nhì là phải đợi cho xe cứu thương tới. Thành ra cái cô nằm xuống lại. Và lúc 7 giờ 15 bệnh viện có tiếp nhận một trường hợp nạn nhân trong các vụ ngã cây tại công viên Tao Đàn từ trung trạm cấp cứu vệ tinh của bệnh viện quận 1 chuyển đến. Thì khi nhập viện, bệnh nhân có tình trạng là hơi kích động nhẹ nhưng mà tỉnh táo, và bệnh nhân than đau nhiều vùng thân lưng bên phải. Thì các y bác sĩ của khoa cấp cứu hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã tích cực thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng và hội chẩn cùng bác sĩ chuyên khoa ngoại và bác sĩ chấn thương chỉnh hình để đánh giá sơ bộ người bệnh. Sau khi có các kết quả thì chúng tôi đánh giá là người bệnh chỉ chấn thương phần mềm và chưa ghi nhận các cái tổn thương nặng khác. Thì hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định về mặt lâm sàng và sẽ được theo dõi tiếp tục tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trong những ngày kế tiếp. Hiện tại thì người bệnh đang được tiếp tục theo dõi tại khoa cấp cứu hồi sức, trong vòng 1 đến 2 giờ nữa sẽ được chuyển lên khoa theo dõi tiếp tại khoa ngoại tổng quát của bệnh viện trong 2 ngày cuối tuần, và sẽ dự kiến xuất viện vào ngày thứ 2 nếu mà tình trạng lâm sàng của người bệnh tiếp tục ổn định. Liên quan đến sức khỏe của bà Phụng, thạc sĩ bác sĩ Vũ Đức Nhân, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết, dự kiến bệnh nhân sẽ xuất viện vào thứ 2 tuần tới nếu tình trạng lâm sàng ổn định.